Con bị thu hút bởi nhan sắc, tính cách của người nam. Con làm sao bỏ cảm xúc và né tránh khi con phải tiếp xúc gần mỗi ngày vì công việc? À, con cảm ơn sư. À, cái cách của quý vị nó giống như cái người tiểu đường mà thèm ngọt vậy đó. Ừ. Chơi dao thì mình thích nhưng mà sợ đứt tay. Nói thẳng ra là mình đang tìm đường chết đó. Ừ. À, nhắc cho quý vị biết là ngay cả đối với Bồ Tát trong kiếp quá khứ, Ngài chứng bát định, tứ thiền bát định có thần thông mà Ngài còn bị mất khi mà Ngài lỡ nhìn thấy bà Hoàng Ngọc, cái dục nó nổi lên, Ngài vẫn bị mất thiền như thường, mất thần thông, mất sạch. Và nó đi đến cái chuyện là Ngài ăn không ngon, ngủ không yên, đến cái mức nhà vua mới hỏi là tại sao Ngài mới thú thiệt như vậy. Nhà vua nói, trời ơi, tưởng cái gì, cả cái vương quốc này con cho Ngài mà còn được mà, huống chi bà hoàng hậu thì thôi con tặng Ngài luôn. Thì tới hồi mà Ngài về đó, thì bà hoàng hậu á, bà xài xể đòi phải thế này, đòi phải thế kia. Bắt làm Vì này khổ quá. bắt làm nữa Ừ, Bồ Tát khổ quá chịu không nổi tôi mới thôi trả trả không lại. bằng ăn được. Cho nên nó có hai ý. Ý thứ nhất là dù cho một vị có tu giỏi cỡ nào đi chăng nữa, có thần thông nha, bay, gọi là hô mây gọi gió, hô phong hoán vũ mà bay trên trời đó, mà vẫn bị sắc dục làm cho mất thiền như thường, quay về đời lấy vợ. Đừng coi thường sắc dục. Cái thứ hai, mình nghĩ chưa có thì mình nghĩ nó ngon, chứ còn tới hồi lấy về đồ nó mới táo quả. Ừ. Thành thử cái công việc của quý vị, nếu như mà mình thay đổi được thì mình thay đổi, còn nếu như mình không thay đổi được thì mình ráng thôi, gọi là ráng chịu. Ừ, ráng mà chịu. Chứ bây giờ quý vị bắt sư phải làm như thế nào? Bây giờ một người đang cố đâm đầu vào cái chỗ chết mà kêu họ quay đầu họ không chịu quay, họ nói bây giờ phải làm sao con đâm đầu vào chỗ chết mà con không chết nó mới được Sao chui vô kìa. có mà không trái Quý vị đòi cái chuyện trên trời nha. ở đây á, bạn này bạn đang đòi một cái quả mà của vị La Hán mới có, đó là không bị dao động với các dục. Thua, xin lỗi sư, chị không nổi sư chị. Đặt La Hán đi thì sẽ được cái này nha. Còn quái là ngày nào mình còn farm à, ngày nào mình chưa A La Hán nha, chưa A La Hán, thậm chí A La Hàm còn bị dục thôi thì Anh là hàm hết rồi, A La hết dục, A La Hàm hết dục quên, Tư Đà Hàm với tôi đã Tư quên. Quần còn dục. Bạn muốn được này thì bạn đắc A La, ít nhất là phải A La Hàm đi nha, chứ không thể nào mà còn chưa A La Hàm mà bạn đồ phải không còn dục nha. Rồi thứ hai là gì, con làm sao bỏ cảm xúc. Cảm xúc thì không bỏ được, nhưng mà mình theo mình quan sát nó thôi, mình né tránh, bạn càng né nó càng, tại ơi mình lừa mình á. Hồi xưa ông thầy ông nói mình, thầy xưa sư phụ mà đó mới tu, ông la mấy cái tật của mình á, thì mình mới nói là mình nói làm bộ thôi chứ bỏ cái gì được, nó con bỏ rồi sư phụ ơi, bỏ ông nên mấy ông nói bỏ chứ bỏ vô không à, chứ con chạy rồi sư phụ ơi, ông chạy ra ông bắt chớ ông chạy vô á, mình nói vậy đó chứ mình ham lắm sư biết, nói vậy mình ham lắm mình bỏ vô chứ mình chạy là mình chạy ra để bắt chớ mình chạy vô cho nhanh, nói vậy mình ham lắm. Giờ có giờ thí dụ có phương pháp A đó, thật tình là nó làm cho mình được vậy, tôi chỉ mà cái gì cũng không dám làm mà cũng không muốn làm mà nói gì, chẳng qua hỏi cho nó có thôi, tại mình nghe phong thanh đâu là dục là khổ này nọ rồi mình hỏi vậy thôi, chứ thật ra cũng dễ ham mê lắm, chỉ cũng làm đâu biết mà, thậm chí ăn ngủ cái gì ngủ nướng thôi, kêu đừng ngủ nướng đâu chịu đâu, đâu được nướng, mấy cái đơn giản thôi, mấy cái đơn giản là chỉ cần mình gán mình bật dậy thôi.
mình bật không nói nữa đó, mà kêu mình phải ngăn cản các trục. Tuy nhiên ở đây á, mình tu niệm ba ma tây trược thì nó cũng có một cái thành tựu nhất định để mình bớt cái sự ham muốn về sắc đi. Nhưng mà đó, Đức Phật ngày dạy á, không có cái sắc nào của người nữ anh đánh động tới tâm trí người nam bằng sắc người nữ, cùng và ngược lại. Cho nên làm người nam là phải nó sẽ bị thu hút bởi sắc của người nữ và ngược lại. Nên á, nói chung á, câu hỏi này không không cần phải tra hỏi nữa, tại vì á tôi biết là có chỉ con làm hỗ chơi thôi, hỗ chơi thôi nha, tôi biết. Tại vì nó nếu mà cái bạn này á, cái bạn này có lẽ là mình nghĩ nếu qua qua ổ này tôi đoán tuổi không lớn, tuổi không quá 40, không quá 50, tức là không được nửa cuộc đời đâu nha. Thì á, trẻ bây giờ cái dạng cái sinh hoạt hàng ngày của bạn á đi theo pháp chưa, có nghĩa là hàng ngày mình sinh giới, mình giữ năm giới đó, vân vân. Khi mà cuộc sống mình bê tha trong phạm giới đó, mình ăn nhậu, mình còn nhậu nhẹt với bạn bè, rồi mình nói chuyện mình còn nói láo, thì bình thường bởi vậy ngồi nghĩ tới chuyện mà mình tu để mình bớt dục về ái, thì nó bình thường nó tào lao đó. Tại vì cuộc sống hàng ngày của mình với người Phật tử á, cuộc sống hàng ngày mình nó đúng pháp chưa cái đó, rồi mình đừng có làm cái cao cao nha. Còn cái công việc thì gắng chịu, nói gì vậy, mê cứ mê mà tu cứ tu, nói vậy đó, cứ vậy đi. Chứ còn mà đòi hỏi phải tôi phải lìa ái thì thua không được. Bây giờ nó có những cái như vậy. Nếu như quý vị đã cố đâm đầu vào cái hố lửa thì bây giờ mình chỉ có những cái cách để mình bớt, gọi là bớt bị thương thôi. Một là trong những phương pháp diệt trừ những phiền não, thì cái phương pháp có thể áp dụng trong trường hợp này là phải né tránh, tức là mình phải thay đổi công việc. Tại vì mình nhắm cái sức, là cái kháng tính của mình, cái sức chống cự của mình đối với sắc đẹp nó bị kém thì mình phải thay đổi. Còn nếu mình không thay đổi được, mình chết nó không có oan. Cái thứ hai, mình lấy cái giới đó làm cái nền tảng, làm cái sự bảo hộ cho mình, để cho mình bớt nghiệp thôi chứ không gì hết. Để chi? Khi mà mình nhớ đến một số giới, ví dụ như cái giới không tà dâm chẳng hạn, mình nghĩ đến cái giới đó đó thì mình sẽ có sự phòng hộ nhất định. Rồi mình nghĩ đến những việc như là cái hậu quả của nó, rồi mình nghĩ đến lời dạy của Đức Thế Tôn, ví dụ như các dục đem lại đau khổ, thà đó mình nhảy vào cái hố lửa còn hơn là nằm trong vòng tay của người khác giới. Thì mình có những cái như vậy, chắc chắn là chết thì không khỏi chết rồi, tại vì mình không muốn thay đổi thực cảnh hiện tại. Nhưng ít nhất mình có được những cái đó, nó cũng đỡ hơn. Ví dụ như một người mà họ có sự kiềm chế, có sự kiểm soát, có sự sợ hãi đối với tội lỗi, thì họ sẽ hạn chế cái chuyện vi phạm tội lỗi, còn hơn là những người họ buông luôn, tức là thôi tôi gọi là cái gì ta, ghẻ rồi thì không sợ lỡ đó, thì coi như là tới luôn á, Mê mê thì cái đó là mình tạo thêm những cái khổ não. bây giờ mê mê tu tu bổ sung cái xíu, tôi bổ sung cái này chút xíu. Nhớ đến cái đoạn kinh Đức Phật ngài nói đó, chúng sanh miệng thì muốn giải thoát nhưng mà tâm thì hành những cái pháp luân hồi. Đây là Đức Phật ngài nói chúng sanh á làm muốn thì muốn giải thoát thiệt, nhưng mà hàng ngày sinh hoạt á cứ làm những cái đi luân hồi, nó đi luân hồi thôi, nó không giải thoát được. Tâm mình thì muốn không bị thu hút bởi sắc, nhưng mà hàng ngày mình làm á, cái hành động là nó
tâm cầu vào ái dục. Thực ra đó, cái này dễ hiểu về cái tâm lý thôi. Ví dụ đi, ví dụ trong công ty mình đi, có cái cô đó mình bị thu hút. Bữa đó mình đi làm là mình lại giờ này sao cô đó cô chưa tới. Tâm mình á thì mình á mỗi lần mình bị dính mắc á là về mình lại không biết sao tôi cứ bị vậy. Nhưng mà nó dắn cái là mình không có chịu, mình buộc dắn mình buộc. Giống như hai vợ chồng mà gây lộn hoài, nhưng mà vợ đi đâu cái chồng về về là gây lộn. Nhưng mà vậy nó vậy, nên trong cái giải pháp là gì, thôi mê thì mê mà cũng tu tu vậy đi cho nó an toàn, sợ đỡ hơn là có chồng đỡ hơn giá là gì, mình mê rồi mình không tu mà vậy thì sao. Chứ còn kêu mình để không bị con sư cũng được. Tôi thì tôi nghĩ là cái cách giải thích của sư có thể là khiến người khác hiểu lầm đó. Tức là mình ủng hộ cái chuyện là thôi thì cứ chìm vào cái ái dục. Ủng hộ Hay là nhớ dùm ủng hộ của sư không? Nhưng mà ý là cái vấn đề là quý vị cứ đòi chết thôi, thì bây giờ là mấy sư cản thì quý vị không chịu nghe. về ý là trong khi cái dục đó mình bỏ không được thì thôi ui cũng bó tay, thì giờ khi quý vị bỏ quý vị bỏ bỏ đâu thì bây giờ quý vị cứ dục nhưng mà tu dụng cái cũng đỡ hơn là dục mà làm ác nữa khổ nữa, chứ không phải là suối cứ hưởng nha. Không có Quý vị đặt câu hỏi đó thì quý vị đặt câu hỏi đó thì thứ nhất á, là vui lòng tìm lại những cái câu sư đã trả lời rồi nha, chứ còn mà mình hỏi những cái câu đã trả lời rồi cứ lặp đi lặp lại thì sư không có trả lời nữa. Cái thứ hai á, hiểu là nó có cái liên kết câu hỏi đó, gửi câu hỏi vào đó, nhưng nhớ trước khi đặt câu hỏi là mình phải tìm coi có câu hỏi nào tương tự hay chưa.